tiết. Thưa quý vị, hôm 26 tháng 11, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cảm ơn quân đội Ukraine vì đã chiến đấu trong các cuộc tấn công của Nga trong mùa đông khắc nghiệt. Theo hãng tin Reuters của Anh, trong bài phát biểu qua video hàng tối, ông Zelensky cũng ca ngợi các cơ quan cứu hộ Ukraine vì nỗ lực giải quyết hậu quả của thời tiết mùa đông khắc nghiệt. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, các cuộc giao tranh dữ dội không ngừng nghỉ đang diễn ra ở các khu vực phía đông Donetsk và Kharkov. Trong khi đó, thời tiết vô cùng khắc nghiệt đang ảnh hưởng đến các khu vực từ vùng Kiev ở phía Bắc đến Odessa ở phía Nam. Trang The Guardian ngày 27 tháng 11 dẫn báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, lực lượng Kiev đã đẩy lùi các cuộc tấn công vào phía Đông Bắc, Tây và Tây Nam Abdiqa trong 24 giờ qua. Giới chức cũng cáo buộc Nga đã tiến hành các cuộc không kích, hỗ trợ các hoạt động trên bộ nhằm bao vây thành phố ở ngoại ô Donetsk. Về phần mình, thị trường Moscow và Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng Ukraine đã nhắm mục tiêu vào thủ đô và nhiều địa điểm khác của nước này trong một cuộc tấn công phối hợp bằng máy bay không người lái. Theo đó, ít nhất 20 máy bay không người lái đã bị chặn trên các khu vực Moscow, Bryansk, Kaluga và Tula vào hôm 26 tháng 11. Nga nói đã bị mất 76 máy bay vì bão trừng phạt của phương Tây. RIA Novosti đưa tin rằng Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nga Vitaly Savelev cuối tuần qua nói rằng nước này đã mất 76 máy bay chở khách do hậu quả của lệnh trừng phạt phương Tây ban hành nhằm gây áp lực cho Nga từ bỏ chiến dịch quân sự đã kéo dài hơn 21 tháng qua tại Ukraine. Cụ thể ông nói rằng, chúng ta đã bị mất cảnh giác, Nga bị bất ngờ khi phương Tây tịch thu 76 máy bay chở khách. Ông cho biết hiện Nga có 1.302 máy bay, trong đó 1.167 máy bay chở khách. Trước khi chiến dịch bùng phát, nhiều máy bay chở khách của Nga đã được đăng ký ở nước ngoài và được các hãng hàng không Nga cho thuê. Con số 76 mà ông đề cập bao gồm các máy bay đang trong quá trình bảo trì kỹ thuật, đang được sửa chữa tại nước ngoài hoặc được đặt hàng trước đó, sắp được đưa vào khai thác. Sau khi chiến sự nổ ra, chúng đã không được chuyển về Nga. Ngoài vấn đề liên quan tới các máy bay bị tịch thu, ngành hàng không Nga cũng đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Các máy bay do Nga vận hành đã bị chính phủ Mỹ trừng phạt và các nhà sản xuất máy bay phương Tây đã ngừng cung cấp phụ tùng và phi cơ mới cho Nga. Theo hãng tin Bloomberg, động thái trên đã làm ảnh hưởng khoảng 70% máy bay chở khách tại Nga. Mỹ và EU yêu cầu Nga trả lại máy bay thuê từ phương Tây, mặc dù Điện Kremlin đã tìm cách giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép các hãng hàng không Nga đứng ra đăng ký máy bay đi thuê từ các công ty nước ngoài. Những máy bay này sẽ được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bay của chính quyền địa phương. Điều này sẽ cho phép các hãng bay Nga thu giữ máy bay thuê từ nước ngoài và sử dụng chúng cho trạng nội địa. Tuy nhiên, điều này dẫn đến việc các máy bay sẽ không nhận được bản nâng cấp phần mềm từ các nhà sản xuất. Hoạt động bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra theo tiêu chuẩn của hãng cũng bị ảnh hưởng. Nga đang cố gắng giải quyết các lệnh trừng phạt và tìm cách thay thế các phụ tùng và thiết bị do phương Tây sản xuất để duy trì các hoạt động của ngành hàng không. Trong chương trình phát triển ngành hàng không nước này đến năm 2030, Bộ Giao thông Vận tải Nga cho biết dự kiến Moscow sẽ giảm dần số lượng máy bay nước ngoài đang hoạt động. Cơ quan trên nói thêm rằng các nhà sản xuất hàng không sẽ tìm cách thay thế các phụ tùng cho phương Tây sản xuất. Một chuyên gia độc lập về hàng không Nga cho biết, các hãng máy bay của Moscow trong thời gian qua đã chịu nhiều áp lực khi mất các điểm đến quốc tế, hợp đồng thuê mượn, hỗ trợ kỹ thuật và quan hệ đối tác. Mục tiêu chính của ngành hàng không dân sự Nga vẫn là duy trì đội bay tới năm 2030. Ngoài ra, Nga cũng đang tập trung vào việc phát triển các máy bay chở khách nội địa và hồi tháng 9, họ tuyên bố thử nghiệm thành công máy bay thương mại Sukhoi Superjet 100. Theo bình luận của tờ Kiev Post của Ukraine mới đây, với lập trường cực hữu, hoài nghi EU, chiến thắng của tân lãnh đạo Hà Lan có thể đồng nghĩa với việc chấm dứt viện trợ cho Ukraine và trở thành trở ngại chưa từng có đối với cả EU, cũng như các chính sách lâu đời của khối này là một người ủng hộ đường lối cứng rắn chống EU, kêu gọi một Hà Lan có chủ quyền. Geert Wilders và đảng tự do PVV cực hữu của ông vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hà Lan và giành được 37 ghế trong quốc hội Hà Lan. Ông Wilders và đảng PVV hoạt động dưới biểu ngữ chống người nhập cư, đặc biệt là chống hồi giáo và bác bỏ ý tưởng về một cơ quan châu Âu duy nhất. Thay vào đó, ủng hộ một Hà Lan chịu trách nhiệm về đồng tiền riêng, biên giới riêng và tự tạo ra quy tắc. PVV cũng kêu gọi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để Hà Lan rời khỏi EU và ngừng đóng góp tài chính cho khối. PVV cũng từ chối việc mở rộng thêm EU và mong muốn khôi phục quyền phủ quyết của mình ở Brussels. Khi các cuộc đàm phán gia nhập EU của Ukraine chuẩn bị bắt đầu, chiến thắng của ông Guaiders có thể là trở ngại đối với cơ hội giành được chỗ đứng vững chắc của Ukraine trong các cuộc đàm phán sắp tới. Hà Lan cũng là một trong những đối tác quân sự lớn nhất của Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra. Hà Lan cùng với Đan Mạch là nước đầu tiên cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, một động thái có thể thay đổi mạnh mẽ cục diện chiến trường khi cuộc chiến đang trở nên bế tắc, trừ khi đạt được đột phá kỹ thuật và công nghệ, theo một tuyên bố của chỉ huy hàng đầu Ukraine. Vì ông Guaiders và PVV từ lâu đã phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine, nên chiến thắng của họ cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của Ukraine. Tuy nhiên tình hình viện trợ quân sự vẫn chưa chắc chắn vì PVV vẫn cần thành lập chính phủ liên minh và không có đảng nào phản đối việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Một kịch bản tiềm năng có thể là chính phủ Hà Lan sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine nhưng với mức độ giảm bớt. Ông Widders trước đây cũng nói rằng phương Tây lẽ ra nên ngăn chặn Ukraine có khả năng gia nhập NATO. Ông cũng cho biết các lệnh trừng phạt Nga không hiệu quả và cũng có hại cho Hà Lan. Năm 2016, ông Guedes đã nói không với hiệp ước liên kết giữa Ukraine và EU. Lữ đoàn Ezzedin Aquasam của Hamas ngày 26 tháng 11 cho biết, chỉ huy lữ đoàn phía Bắc Ahmed Agander và bốn lãnh đạo cấp cao khác đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel ở giải Gaza. Theo quân đội Israel, Gandu Siyam, người đứng đầu bộ phận tên lửa của Hamas trong khoảng 15 năm qua, và Khalifa, một quan chức cấp cao ở trụ sở bờ Tây của Hamas, đã thiệt mạng trong cùng một cuộc tấn công mà không cho biết chính xác địa điểm và thời gian diễn ra cuộc tấn công này. Được biết, Gandu là nhân vật hàng đầu trong việc lập kế hoạch và thực hiện vụ tấn công bất ngờ ngày 7 tháng 10 của Hamas vào Israel, cướp đi sinh mạng của 1.200 người Israel và khoảng 240 người bị bắt làm con tin. Gandu chịu trách nhiệm chỉ đạo mọi hoạt động của Hamas ở phía Bắc Gaza. Thông báo của Hamas được đưa ra đúng vào ngày thứ ba của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 4 ngày giữa Israel và Hamas. Những ngày qua, Hamas liên tục trao trả con tin Israel và công dân nước ngoài, đổi lại Israel trả tự do cho tù nhân Palestine. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel tiếp tục chiến dịch ở Gaza với toàn lực lượng sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kết thúc. Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm 26 tháng 11 theo giờ địa phương cho biết, ông đã tuyên bố với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Israel sẽ tiếp tục chiến dịch ở giải Gaza với toàn bộ lực lượng sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kết thúc. Mục đích là nhằm hoàn thành mục tiêu loại bỏ Hamas, đảm bảo Gaza trở lại như cũ và đưa trở về tất cả các con tin bị Hamas bắt giữ. Tuy nhiên theo hãng tin Reuters của anh, người đứng đầu chính phủ Israel cũng cho biết ông sẽ hoan nghênh việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn nếu nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc thả thêm 10 con tin mỗi ngày như trong thỏa thuận ban đầu do Qatar làm trung gian. Trong thời gian ngừng bắn tạm thời, lực lượng phòng vệ Israel tạm dừng chiến dịch quân sự nhằm tiêu diệt Hamas ở Gaza. Trong khi đó, hàng viện trợ nhân đạo cùng một lượng nhiên liệu nhất định sẽ được đưa vào Gaza. Tính đến nay, qua ba đợt, Hamas đã thả tự do cho 39 con tin người Israel. Ngoài ra, trong các thỏa thuận riêng rẽ khác, Hamas đã thả tự do cho 17 công dân Thái Lan, một công dân Philippines, một công dân Mỹ và một công dân Nga. Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết nội các nước này dự kiến sẽ đưa dự thảo ngân sách sửa đổi thảo luận và bỏ phiếu trong ngày 27 tháng 11 với các nội dung điều chỉnh liên quan đến xung đột với phong trào Hồi giáo Hamas tại giải Gaza. Tuy nhiên, các đề xuất cắt giảm chi tiêu đang gây nhiều tranh cãi trong chính Liên minh cầm quyền. Thông báo của Văn phòng Thủ tướng, ngân sách sửa đổi đề xuất khoản chi tiêu chưa từng có tiền lệ, 30 tỷ seken khoảng 8 tỷ đô la Mỹ trong vòng 90 ngày, để đáp ứng những nhu cầu phát sinh do cuộc xung đột. Thông báo cho biết, Ngân sách sửa đổi đã cắt giảm khoảng 70% quỹ chi tiêu tùy ý, tương đương mức cắt giảm là 1,6 triệu seken, khoảng 420 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, bản dự thảo đề xuất giữ lại khoản quỹ 900 triệu seken, tương đương 240 triệu đô, cam kết chi trả cho các đảng chính trị theo các thỏa thuận của Liên minh Cầm quyền để triển khai một số chương trình mà các đảng đã lên kế hoạch từ trước khi xảy ra cuộc xung đột với Hamas. Dự thảo đề xuất đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trong nội các Israel, được thành lập trong thời gian xung đột với phong trào Hồi giáo Hamas. Ngày 26 tháng 11, ông Benny Gantz, cựu Bộ trưởng Quốc phòng nay là thành viên nội các, một lần nữa lên tiếng yêu cầu loại bỏ các khoản chi mang tính chính trị cho liên minh cầm quyền, nhấn mạnh rằng không nên có thêm các khoản chi vì những mục đích nằm ngoài chi phí cho cuộc xung đột hay phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế đất nước. Ông Gantz cũng tuyên bố, nếu bản dự thảo được đưa ra thảo luận mà không đáp ứng những yêu cầu trên, đảng thống nhất quốc gia sẽ bỏ phiếu phản đối